phim cowboy miền Nam xưa. Chữ cowboy lạ mà quen, nó từ lâu đã bị thay đổi ngữ nghĩa. Vốn dĩ là từ mượn của chữ cowboy trong tiếng Anh, nghĩa là thằng chăn bò. Tuy nhiên, cả Tây lẫn ta đều đã chấp nhận rằng không dùng nó để gọi người chăn bò nữa, mà để ám chỉ một nhóm người khác ngoài xã hội. Trong những ngày đầu non trẻ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tại miền Tây hoang dã xa xôi ở phía Nam, từng có một xã hội loạn lạc, nhiều biến cố. Những nhóm người di cư có gốc gác du mục đến các vùng đất này. Họ dần tự vũ trang hóa và tranh chấp địa bàn, lợi ích. Họ trở thành những tay cướp, du đảng, con bạc hay thậm chí là sát thủ. Để xử lý các vấn đề phức tạp này, chính phủ đã treo giải thưởng cho cái đầu của những kẻ bị truy nã và xã hội sanh ra nghề mới, đó gọi là thợ săn tiền thưởng. Để gọi chung các tay súng thời đó, người ta kêu là gunslinger, kẻ thì bảo là ranger, nhưng tụ chung lại, họ vẫn gọi là cowboy. Khi người Mỹ đến Việt Nam, từ cowboy có lẽ quá xa lạ với hình ảnh người chăn bò da vàng của mình, nên sanh ngữ cowboy được chăn chúng dùng để gọi các tay ăn chơi, du đảng, quậy quạng, phá làng phá xóm, ba gai, nhưng đơn độc, không có bè cánh hay phe phái. Vậy đó, mấy anh trôi trôi mới lớn mà râu tóc bồm xồm, đi đứng lắc cắt là bị mấy cô hàng xóm quánh giá liền. Cái thằng này, dòm là biết cái tướng cowboy rồi. Ý mấy cổ là không được đứng đắn đó. Như thường lệ, những văn hóa du nhập này đa số đến từ phim ảnh, truyền thông đại chúng hay truyện tranh. Đơn cử là bộ Lucky Luke, làm mưa làm gió với trẻ Việt Nam thời bấy giờ. Phim cowboy hay phim miền viễn Tây có thể nói là phim kiếm hiệp kiểu Mỹ. Vì sao? Bởi lẽ nó cũng rất giống với các phim kiếm hiệp võ thuật đến từ Trung Hoa, đề cao chủ nghĩa anh hùng thường nhật, nghĩa khí trung trực, gan dạ, hay các cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, hay chạm trán trong quán rượu. Nhưng khác nhau là, thay vì múa may quay cuồng bay vèo vèo trên không trung đánh nhau Trung Hoa, thì mấy anh Mỹ chỉ cần móc súng ra xử luôn cho nó lẹ. Đối với văn hóa người Mỹ, ai cũng có quyền tự do được sống, được tự định đoạt chính mình. Vì vậy, khi hai người mâu thuẫn nhưng không thể đi đến hòa đàm, nếu một người muốn giết người kia cho bỏ két thì phải bước ra đối mặt trực diện cùng quyết định hình thức đếm giờ, có thể là 30 giây hay vặn một đoạn nhạc ngắn trong cái đồng hồ. Xong kẻ nào rút súng, gạt khóa và bóp cò nhanh hơn sẽ có quyền sống. Bởi vậy, họ không chấp nhận những hành thức đánh lén, đánh hội đồng, úp sọt, bắt cóc quy hiếp, vì đó được cho là hèn, thiếu bản lĩnh của người đàn ông. Dòng phim cowboy sở hữu nội dung cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, mang tính giải trí cao. Đồng thời nó cũng mô típ hành động giống phim chưởng mà người Việt hay coi trước đây. Nên khi văn hóa cowboy theo chân người Mỹ đến Việt Nam từ sau năm 1955, nó đã được người Việt dễ dàng chấp nhận và tỏ ra vô cùng ưa chuộng. Nó đã vượt mặt các dòng phim trữ tình lãng mạn cũ của Pháp, trở thành đối thủ nặng cân của phim kiếm hiệp Hồng Kông ngay tại đất châu Á. Và nó đã trở thành một phong trào khi lắng sóng hầu hết các rạp phim tại Việt Nam khi đó. Hình ảnh những gã phong trần một mình một ngựa phiêu du vào các rặng núi bên ánh hoàng hôn, tiểu trừ bọn côn đồ thực thi công lý, quay quay khẩu súng lục ổ đạn xoay bắn ít nhiều đã chiếm lấy trái tim của nhiều cậu trai mới lớn có tấm khí võ biền nghĩa hiệp. Nhắc đến dòng phim cowboy ở Việt Nam xưa, nổi tiếng nhất có lẽ là bộ phim ba tập đô la với sự góp mặt của tài tử Clint Eastwood, mà ấn tượng nhất là phần The Good, The Bad and The Ugly, khởi chiếu vào năm 1966 ở rạp Việt Nam thời bấy giờ, mang tên Việt ngữ là Thiện, Ác, Tà. Bộ phim nối liền với hai phần trước là Một Nắm Đầy Đô La vào năm 1964 và phim Vài Đồng Bạc Lẻ năm 1965. Xuyên suốt ba phần phim, người xem sẽ theo gót gã vô danh do ông Clint Eastwood thủ vai đi qua các vùng đất khô cằn, đối đầu với các gã côn đồ, băng cướp, diệt trừ những hiểm họa và đem lại bình yên cho các vùng quê nghèo của nước Mỹ. Tuy gã vô danh
là nhân vật chính, nhưng nếu không có sự góp mặt của mắt thằng do Lee Van Cleef thủ vai hay nhân vật Tuco của Ellie Wallach thì có lẽ bộ phim đã không mang về thành công lớn như vậy. Cũng như để tăng thêm tính cao trào của siêu phẩm, bộ phim không thể thiếu phần âm thanh hùng hồn của vó ngựa, tiếng véo von của cây khẩu cầm harmonica giữa núi đồi, hay sự yên bình của cảnh miền Tây nước Mỹ, bên âm vang rung động của cây tây ban cầm guitar, được giao hưởng một cách đầy tinh tế bởi nhạc trưởng tài ba người Ý Ennio Morricone. Bên cạnh tượng đài đó, còn có các bộ phim lẻ nổi tiếng khác như Miền Viễn Tây Thuở Ấy, tên gốc là Once Upon a Time in the West, kể về sự trả thù đầy đau đớn của một tay súng lang thang với cái khẩu cầm anh được người ta gọi là harmonica. Tài tử Charles Bronson đã thể hiện xuất sắc hình ảnh của một tay súng lạnh lùng, cương quyết, giết bọn côn đồ không chớp mắt, nhưng lại là một người đầy trắc ẩn, giàu lòng nhân ái, luôn âm thầm giúp đỡ một người quá phụ xấu số. Sau khi bộ phim công chiếu vào năm 1968, ông gần như đã giành hết trái tim phái đẹp Việt Nam lúc đó khỏi tay Clint Eastwood, khi mà người ta luôn đưa hai gã vô danh lên bàn cân coi ai ngầu hơn, ai bóp cò nhanh hơn. Ngoài ra, còn có các phim nhỏ khác cũng nổi tiếng không kém như phim Quyết không tha lũ côn đồ với tên gốc là Pas de Petit Paris, Le Salopard và The Ravados, với nội dung đầy các pha bẻ lái ngoạn ngục, tình tiết hành động gay cấn, kịch tính và nghẹt thở. Bộ phim đã làm nóng Sài Gòn một thời gian dài về chủ nghĩa anh hùng. Nhìn chung, những kỵ sĩ cô độc miền Viễn Tây đã ít nhiều gây ảnh hưởng lớn đến văn hóa của người Việt suốt một giai đoạn. Từ phong cách để tóc tai, ăn mặc, đến việc đơn thân độc mã ra tay nghĩa hiệp thay trời hành đạo. Còn ngày nay, dòng phim này vẫn còn được Hoa Kỳ sản xuất với nhiều kịch bản mới hơn, hấp dẫn hơn, hình ảnh bắt mắt hơn để lưu giữ một thời hoàng kim của họ như một bản sắc khó quên trong suốt chiều dài lịch sử. Chiều nay trên núi đồi hoang sơ nghe tiếng gió xa đưa vi vu gợi những thương về đây sau bao ngày phong sương ôi nhung nhớ trong tim nghẹn ngào tình quê hương hàng cây xanh kỷ niệm nơi đây cùng sơn nữ ngân nga câu hò ngày nào sống yên vui ngọt ngào ngày xưa ơi lặng ngắm canh chim trời tung bay bên lửa ấm yêu đương gia đình lòng khơi khơi chiều nay trên núi đồi quê hương dừng đôi gót cứ du mỏi mòn cuộc đời
chiều nay trên núi đồi hoang sơ nghe tin gió xa đưa đi vu gợi niềm thương về đây sau bao ngày phong sương ôi nhung nhớ trong tim nghẹn ngào tình quê hương hàng cây xanh kỷ niệm nơi đây cùng sơn nữ ngân nga câu hò ngày nào bên lửa ấm yêu đương gia đình lòng phơi phới chiều nay trên ngôi đồi quê hương dừng đôi gót cứ du mỏi mòn cuộc đời one
ánh trăng vàng, lòng chàng nung nấu một mối u sầu tìm dấu người yêu. Một sớm mai chàng dừng nơi đỉnh núi, mai trắng đôi hàng, mai trắng đôi hàng rơi rơi như mường tượng áo tơ. Một chiều rừng cương nơi bờ sông vắng, lớp lớp xuôi dòng sóng biếc mơ mộng như những nỗi buồn mình. Rồi một đêm chàng ngừng nơi bãi núi, chiến trường thoáng tiếng mưa rơi như vàng hốt ai xa xôi. Rồi một ngày nào bờ suối ngỡ tóc người xưa, mái tóc cài hoa những làn tơ. Trăng đêm khắp khuất không thấy bóng người, không thấy bóng người, đường dài soi bóng trong gió ngựa vàng thay sắc đôi lơ. Chàng còn đi mãi đi mãi đi hoài, đi mãi đi hoài vào làn sương khói, chiếc áo tươi màu này đã nhạt phai. Rồi một hôm chàng trở lại, ngựa dừng bên dòng nước mưa, ngâm mình sâu trong suối biếc. Vẫn hằng mơ
rồi chàng dũng sĩ đôi mắt sáng ngời như ánh mặt trời, cùng người yêu quý đi suốt cuộc đời, tình ai nở hoa. Viên thành đã